Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. À đây à, ui, đây à bạn ơi. Xong luôn một bạn đầu tiên, đơn giản thôi. Ôi, một đứa bên cạnh mình này. Vãi trởn rồi Dũng ơi, vãi rồi Dũng ơi. Thằng này sơn mình này. Cứu phát Dũng ơi. Này, chơi như kiểu hack vậy. À đủ, xe nó. Đây, nhanh qua đây cứu mình. Mình sắp die rồi Dũng ơi. Help me. Quần mau đã. Help me Dũng ơi, sắp die rồi. Tầm này làm cậu... gì mà đã muộn em ơi. Cậu làm gì mà die được. Nhanh qua đây cứu mình với Dũng ơi. Nhìn nó sốc thuốc chết đâu rồi. Đây. Quay vòng tròn này không này. Hello Hoàng Minh Ngọc nhá. Chào em. Đây quần máu đây anh em ơi. Có máu rồi. Ờ mình xin. Quần máu cho full anh em ơi. Cái thằng kia bắn nó trâu chó quá. Dưới có nhiều hòm sáp vậy. Đây con bên này. À. Sao bạn ơi. Tôi lại chơi SWM tiếp đây. Ok luôn. Vứt đây. Mình đang chơi M8 không lắp được cấp 4. Vào lấy pha bát. Ok luôn. Đi nào anh em. Hello Nguyễn Xuân Tuyền nha. Bây giờ là chúng ta sẽ lên trên phía cổng trời nha anh em. Thành luôn, em buồn ngủ rồi ba anh. Ok chào em, chúc em ngủ ngon nha. Hello Lê Thư nha. Đang ngủ thì tự nhiên nghe thông báo anh like. Đây là em xem, em dậy để xem. Ồ, hôm nay là anh like từ lúc 7:45 cơ mà em. Lâm Phương Lam nghỉ sớm vậy. Thôi lúc trận này nghỉ thôi, muộn rồi. Thấy các bạn kêu muộn, các bạn kêu sớm, tôi cũng chịu. Hôm nay thì cả cứ like chim khô máu với anh em thôi, hết pin thì nghỉ. Đấy, đổi qua iPhone X like game nữa cơ mà. Like thẹt bô anh em ạ. Sao bạn sao lại cho chó như kiểu là... như kiểu là gọi chó vậy. Dũng lại chọc chọc là sao? Cái người giàu nên là... Ở đâu? iPhone X của tao nó rẻ mà ông. Rẻ lắm ý. Thật, mua hàng sách tay bản cũ thôi mà rẻ thôi mà. Bữa trước là mình hay xài 8 Plus thì bữa nay là chơi iPhone X. Đấy cho nó phù hợp tỷ lệ mới 18:9. Ồ, phía này không có người bạn ạ. Mình cũng chưa thấy ai cả. Ê bên trên. Đâu bạn ơi? Nhà. Nhà? Đi. Nghe, hướng nghe, hướng nghe. Đi thôi. Bạn chưa có mua súng gì? Shotgun với AWM lên công thôi. Đi thôi. Một quả lên trên này. Mình chưa thấy nó đâu cả. Mình cũng vậy. Nó đâu? Nó lên trong nhà. Ủa chạy đâu ấy? Đang rút đồ phê quan Dũng ơi. Thôi đừng rút nữa. Ôi vãi trưởng. Nó lên này. Nó lên này Dũng ơi. Bắt đầu. Đang rút đồ phê bạn lại kêu là đừng rút nữa. Thì làm sao mà dừng lại được hả Dũng? Ham hố là chết. Ham hố đâu. Rút đồ nhiều nhiều tí chơi cho ngon mà Dũng mà. Tôi ham hố mấy đâu. Có đạn súng tiểu liên không? Đạn súng tiểu liên á. Ông lượm xem. Tôi đang có nhiều lắm. Ấn xong ra. Mình xem mình lấy thêm túi máu này. Ok, 7 túi máu hợp lý. Tầm này là ổn rồi, mỗi tuần là đạn súng tôi lấy hơi nhiều này. Lấy thêm ít đạn súng chưa nhá. Đi thôi. Let's go. Let's go luôn. Chỉ em ngồi xuống đứng lên đi anh á. Các bạn cứ ngồi xuống, bật ống ngắm rồi đứng lên thôi. Mình quê ở Thanh Hóa nha anh em. Không thấy Sky đâu, thấy Sky thì mình đổi qua Sky mình chơi nhá. Ô bên dưới có nâng giáp, mình số men nâng giáp đây. Chuẩn bị có cái giáp trắng rồi Dũng ơi. Sao lại đừng như vậy, mình chỉ muốn ước mơ một cái giáp trắng thôi mà Dũng. Mình cũng có giáp chống đổ, mình gần đổ rồi. Quá muộn rồi. Đi. Có địch Dũng ơi, đừng như vậy, có địch này. Đâu? Đừng như vậy, có địch Dũng ơi này. Bên này Dũng ơi. Xong wow. Rồi. Xong luôn rồi. Đúng xong rồi, phải nhanh rồi. Chứ cuộc sống bây giờ thời buổi cạnh tranh phải nhanh chứ Dũng ơi. Ok. Có MP40 này Dũng ơi. Thôi đách chơi nữa, chơi sổ gạt. Sao lại không chơi? MP40 ngon mà. Đúng rồi, bạn đây các em nên dùng MP40 cho nhau các bạn. Chứ bây giờ chơi Mustgun thì... Có.
Thiếu gì thằng đấy chơi MP40 mà. Hầm sát ở kia mà. Hầm sát ở kia. Ngay phía 345 đấy. Thấy rồi. Có 2 băng. Đây, qua đây vứt thêm cho một băng nữa này. Qua đây. Anh em xe nhau từng băng đạn nhá. Đây Dũng ơi, băng đạn này. Đặt tử tiên này Dũng ơi. Tưởng không lấy cơ. Let's meet go. Ok, let's go. Xuống khu dân cư nhá. Ok, bài anh nhá. Ôi, nốt trận này tôi cũng nghỉ la đây anh em ạ. Dưới này, ơ có xe Dũng ơi, có xe Dũng ơi. Ủa mình đang chạy bộ. Gắt rồi Dũng ạ. Buồn ngủ anh ơi. Tốt trận này nghỉ lại đây. Đậu xanh, ôi vãi trưởng. Có địch Dũng ơi. Squad hậu cái Dũng ơi, ui. Dũng chơi LWM sao squad đây. Phút này căng rồi nha mày, phía sau kẹo có một đứa này. Dũng ơi cứu, cứu Dũng ơi. Sẽ thằng phía sau mình này. Đậu xanh này, làm sao. Bắn viên nó đi. Bắn cho nó viên đi Dũng ơi. Bắn cho nó viên này, ok nó nha. Láo quá nhỉ. Láo quá nhỉ, ok ngon. Xong luôn rồi. Yes, xong luôn. Đang giết tay quá. Bọn này nó cứ định sơi tôi không ạ. Quả đang đu dây thấy cho nó chạy xe hoảng quá, nhảy xuống luôn. Ủa, tức là bắn ông vậy, đứa nào vậy? Không biết, hướng nào em. Trên đồi à? Từ từ mình xem mình lượm đồ cái đã. Chúng nó bắn ông hay là ông bắn chúng nó vậy? Chúng nó bắn tôi. Thế à? Chắc chưa? Chắc rồi. Đi thôi anh em ơi. Mình vẫn đang trang bị giảm thanh. Ôi. À ông ơi, Dũng ơi. Bên này, ở ngoài. Qua đây hỗ trợ phát. Qua đây hỗ trợ phát Dũng ơi, ở ngoài. Ngoài này. Ok đâu. Lên bảng. Còn thằng nữa đâu. Thằng nữa ở đây này ông ơi. Dũng này, bên này. Nó vừa ném lựu này. Đây Dũng ơi. 195. Sau nhà. Mua lại đi. Tôi đang ngồi giúp cầu thang quần máu phát. Đang nhiều máu. Chúng nó đang ngay phía S nhá, ở ngoài nhà nhá. Phía S ngoài nhà nhá. Từ đây Dũng ơi. Mình đây. Nó đâu? Nó ở ngoài nhà. Ngoài nhà này. Uầy, mình full cây nhá. Qua đây hỗ trợ này. Xong. Mình full cây thằng này xong ăn nổi. Các bạn chạy một vòng bạn móc nhanh vậy. Uầy. Chạy một vòng thôi chứ biết. Mình cũng máu cái đã. Hạn rồi. Sao còn đồng 2 thằng vậy? Thì còn 2 đứa thôi. Sao tôi 1 nữa rồi. Ô bạn thấy 2 thằng cuối rồi à? Không, đang tập với bia đỡ đạn thôi. Bia đỡ đạn là cái gì? Bạn đùa mình à? Thùng dầu là bia. Ok bia, đi. Bia tập bắn quên. 2 thằng cuối nữa là sau nhá. Đi nào các bạn ơi. Em quay lại rồi đây. Ô em lại đi đánh. Cố gắng ơi, trận này chúng ta tốt 1 nữa nhỉ anh em. À em đi ăn đêm hả? Úi dồi ôi, ăn đêm đấy hả? Ăn đêm nhiều béo đấy em. Ăn ít thôi. Tôi cũng thấy thế nhưng mà cứ ăn thôi nha, em đói thì ăn. Không ăn là không ngủ được à. Nó là như vậy các bạn ơi. Tính gì vậy Dũng ơi. Và đến bây giờ mình cũng chẳng cần nữa, còn 2 thằng cuối thôi mà. Bọn to lắm. Ủa vãi trưởng, bọn to như này mà còn mỗi 2 thằng. Căng. Tìm em cho đến bao giờ? Có xe tìm người thì dễ không ạ? Ừ, khó rồi. Có rồi á, xe đâu? Khó rồi, không tìm thấy. Khó rồi á, ok. nghe nhầm. Béo mấy cưng à? Đúng rồi. Ui. Chỗ nào vậy Dũng ơi? Bên dưới á, đây rồi. Mình thấy rồi. Dựng một keo. Đấy, dựng một keo cẩn thận nhá, quần máu. Đã để lên Dũng ơi. Phía 15 độ nhỉ. 15 độ xong một keo nhá. Làm sao? Đúng rồi đấy ông ơi. 15 độ nhá, xong một keo nhá. Ở dưới đây con người à? Xử nó. Nó trong à? Ôi phía sau tôi này. Phía sau tôi đang còn nữa ông ơi. Tôi tưởng là có một đứa đây. Thằng bé chạy nhanh vậy. Ôi Dũng ơi. Cứu. Đây mình cứu đây. 150 máu rồi. Trúng một viên đấy. Chắc chưa? Chắc. Tôi đang còn máu này. Câu luyện lên Dũng ơi. Tôi câu luyện xuống này. Thằng cuối. Làm sao? Yes. Hạ nó rồi à? Tuyệt vời. Đây mình cứu. Chúng ta cùng ăn mừng. Ok, tôi nghỉ like nha anh em ơi. Quên. Đang cứu dở. Rồi, ăn mừng. Nghỉ like đây, nó phải như vậy. Ok. Yes.
Trận này chúng ta đã có được top 1 với 7 kill, Dũng 4 kill. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.